Mít đặc là cái gì? Ừ. Ông không biết hả? Hôm nay tôi sẽ cho mấy ông biết mít đặc là gì. Anh Minh ơi. Gì vậy? Anh Minh có quan hệ gì với ông anh Minh? Có. Dạ mình sẽ hát bài đám cưới miền Tây nha nè em. Ok ok ok. Dạ nhức mắt nè. Vô nè. Nhiều fan yêu cầu team mình thử thách 24 giờ trong nhà của Trang Vinh thì hôm nay team mình sẽ đáp ứng yêu cầu của các bạn. Và điều đặc biệt là chỉ thử thách trong nhà thôi, không được ra sân. Hả? À, anh Minh mới đi có mấy tháng mà có con luôn rồi hả? Anh định bụng con heo là thử thách 24 giờ luôn hả? Không phải đâu, chứ bỏ anh bỏ ở nhà là không ai chịu nói chân á. Ủa nãy giờ tôi thấy cái đó im ghê mà không chịu không nổi là sao? Trời ơi, nó hôm dữ lắm, ở nhà bỏ ở nhà không ai chịu nổi đâu. Hôm nứt mũi luôn. Trời ơi, cái này mà đứa con. Bây giờ á team mình tập hợp đông đủ rồi mình bắt đầu thử thách nha mấy đứa. Mới sáng nó bụng bây giờ mình kiếm dạng sáng đi cơ. Bây giờ mình sẽ con của mình ăn sáng đi. Ha, ông nói cái gì con Minh? Ui, tôi nhầm. Ây da. Sao quýnh anh? Em quýnh cho mất mà. Chị Minh nó chuyện từ chị mới vô cái bụng của anh á, em quýnh anh muốn nó động cái thai luôn vậy á. Mới sáng mấy anh sẽ mất á là ăn đau bụng cả ngày luôn á. Ồ đúng rồi đó, hay mình nấu miếng gà ăn đi. Thôi, bây giờ mình nấu hủ tiếu đi cô. Hay là mình nấu bánh đa cua đi mẹ. Ô mình nấu bỏ con đi mới ngon á. Không nấu hủ tiếu hấp cẩm đi. Nấu phở gà đi cô. Miếng gà. Thôi hủ tiếu. Trời ơi tụi con kêu mỗi đứa một món sao cô chịu nổi. À, cô có cái chiên su này nè đầy đủ chất dinh dưỡng với lại miếng thịt á. Chỉ cần 5 phút là tụi con có một bữa ăn chất lượng rồi. Bộ chiên su sẽ ăn gồm những món này cô. Ở trong đây có đầy đủ 7 món nãy tụi con yêu thích luôn á. Bây giờ mình vô sạn ra tụi con chọn nào chọn nha. Dạ. Ở trong đây thì cô có 7 món luôn. Vừa hủ vừa bạch nha. Vừa này là miếng sườn. Wow, miếng sườn kìa. Tiếp theo là hủ tiếu thập cẩm, phở bò, miếng gà, hủ tiếu bò kho, bánh đa cua, phở gà. Rồi tụi con muốn chọn món nào chọn nha. Đúng món bánh đa cua cũng thích luôn nè. Wow, có sườn miếng con thích luôn nè. Con sẽ ăn sườn miếng tô. Con sẽ ăn hủ tiếu thập cẩm. Ôi, hủ tiếu bò kho thích nè. Ôi, sao? Hủ tiếu bò kho bịt. Con sẽ ăn miếng gà. Thôi, mình sẽ ăn phở bò tô nha. Ủa, còn mình thì sẽ ăn phở gà tô luôn. Một tuần có 7 ngày mà bộ chính xu bữa sáng có 7 món như mỗi một ngày mình ăn một món mà không bị ngán nè. Đúng rồi đó con, bộ chính xu 7 món này nó rất là đa dạng về sự lựa chọn phù hợp với khẩu vị các thành viên trong gia đình luôn đó mấy đứa. Bây giờ mình nấu sao cô? Đúng rồi, đúng rồi. Trong mỗi gói với tô đều có hướng dẫn tụi con nhìn vô trong đó mà làm theo nha. Nấu này cũng đơn giản mà, đổ nước sôi vô, đợi 3 phút là có ăn rồi. Rồi mấy đứa cắt gia vị bỏ vô con nước sôi nha. Đâu để mình coi tô miếng sườn mình có gì nha. Wow, có nẻ nè, có gia vị, có dầu, có rau, và gói sườn sụn, nấm và mật, và gói miếng. Gia vị của em cũng giống chị thôi, nhưng mà khác cái là có chả cua riêu cua đồng đó, và có bánh đa nè. Gói của anh là gói bắp bò con nguyên miếng nè. Ôi, nhìn hấp dẫn nha em. Sao? Đã ghê lắm. Gói của em là gói thịt trứng cút. Rồi có trứng cút thịt nguyên miếng nè. Mình có thịt gân nguyên miếng luôn nè. Mình có gói thịt gà và măng khô nha. Mình cũng có thịt gân nguyên miếng với gói bắp bò nha anh em. Ừ, của anh cũng hấp dẫn vậy nhưng mà tôi còn hấp dẫn hơn. Còn mình là nguyên mấy thịt gà luôn nha anh em. Rồi mấy đứa xong chưa cô chế nước sôi nè. Dạ rồi. Nước sôi này sẽ ra nha. Dạ dạ. Đưa lại cho cô đi anh em. Mình sẽ chế tới cái dạch cô thấy không. Được chứ Vinh? Okay. À, thơm quá đàn quá hả? Wow, bánh đa nở ra nè. Wow. Đúng hả? Ừ, thơm bùa bùa khô quá. Ôi. Đâu, để coi miếng sườn mình coi. Wow, miếng sườn thật luôn nè. Mềm quá à. Mày vừa ngon á. Hủ tiếu thập cẩm có đủ loại nè, trứng cút, thịt gà nữa à. Nè, ăn thử coi. Anh á, đúng chất ngoài tiệm luôn nè, nguyên miếng thịt luôn nè. Miếng của tôi quá trời thịt gà luôn nè. Mềm ngon. Ngon lắm. Phở gà của tôi là hết chỗ chê. Tôi phở bò nè. Có nguyên miếng bò nè. Tôi gấp lên nè. Đó, ăn thử rồi. Gì mà nó ngon dữ ta. Tôi còn ngon hơn lắm. Ngon quá. Có bò chiên su buổi sáng đúng là tiện lợi mà còn ngon nữa chứ. Wow. Công nhận bò chiên su 7 món này món nào cũng ngon hết tụi con. Dạ. Mình chưa vô ăn món một con ngon như thế này. Chắc mốt mình kêu mẹ mình mua mấy thùng văn luôn cho đỡ thèm. Yeah. Ngon quá. Ôi hủ tiếu bò kho, ôi quá ngon, ngon rồi tiệm luôn. Món bánh đa của cô nó nở nè. Cô thử thích
Bánh đa cua đồng này cái hương vị thơm mùi cua đồng nữa nè, ngon quá ngon luôn. A few moments later. Mình ăn sáng xong có năng lượng rồi, bây giờ mình nghỉ cho gì chơi đi mẹ. Đúng rồi cô, giờ tới tối còn lâu đúng rồi cô ơi. Dạ, tụi con muốn chơi trò chơi đúng không? Dạ đúng. Con nghĩ ra cái trò chơi này rất là hay luôn á. Tụi con sẽ nấu đun nhau với gạch này. Đội nào mà nấu đun nhau dài nhất được thưởng một thùng Jisoo. Ủa, mà nãy giờ con không thấy Mạnh sao mà đủ đội mà chia cô? Con thấy Mạnh có công chuyện nên xin phép cô không có thử thách được bữa nay á tụi con. Còn như mình thử thách nhiêu đi. Ủa, dạ. Ở đây 7 người sao chia đội cô? Ở đây 7 người thật ai? Vinh này luôn nè, nếu mà đội nào bắt Vinh là chắc chắn sẽ thua thôi. Bây giờ Vinh làm trọng tài với cô, tụi con đồng ý không? Đồng ý. Là còn ở đây 6 người mà thấy chiều cao của tụi con là chạm chạm với nhau thôi. Bây giờ cô có 6 phiếu thăm nè, tụi con bắt rồi chia bồ mỗi bên 3 người nha. Dạ. Thôi tôi xạo cho nó công bằng. Làm đi chứ không gì nữa đi. Đây từ từ đi rồi lên nha, để từ từ đi rồi coi nha. Tăng đêm chắc chắn còn hơn. Trời ơi. Chưa đi, ta sẽ đi theo may mắn của mình. Nào. Trời đã cuối cùng. Ai hơi tôi, số 2 đây. Yeah. Chết rồi. Okay. Em nghĩ là ba người này hết chắc luôn rồi. Chưa chắc đâu nha, giao kỹ năng dương xa nữa đây. Rồi bây giờ là cô gạch cái điểm xuất phát, tụi con xếp hàng đi nha. Dạ. Là xếp đầu tiên đi. Để tôi cho. Cái đầu tiên để cậu cho. Giờ tôi sẽ kéo dài tình gian nghe. Em kiểm tra anh, ai mà qua mất là em thua rồi đó. Đó, con không được qua mất chưa? Rồi. Không được qua mất nha. Anh phải tháng không giờ bằng nằm đâu. Cái gì hả? Đúng rồi. Quên. Quan trọng là kỹ năng. Rồi, nằm xuống, đừng có mất, đừng có mất. Đừng có mất, xích lên. Rồi, đừng có mất nha. Rồi, ok. Rồi, đó. Cô dạng hết lâu rồi đó, không ráng dài ra đi. Ê, hai em thở về là không được đó nha. Ủa vậy hả? Trời ơi, ta ngực mình chảo á, người ta là để tao gì nè. Đó, để cho nó dài, người làm trái tim cho nó ngắn này nữa. Ê, hai em làm cái gì nữa là em phạt đó. Vậy dù hết lâu đi, thích ra. Nữa. Thôi đội bên kia gì mà dài quá vậy? Ừ. Ý, nó lại trái tim mà cái giò nó ở một khuôn nẹp kéo xuống. Bằng nước rồi, bằng nước rồi. Bằng nước rồi. Kéo xuống, kéo mày xuống. Rồi, kéo xuống này xuống. Đường thật tới rồi, anh Nam, anh sẽ xuống xe lên Nam. Chắc mình nghĩ đội mình dài hơn và đội nó rồi đó. Trời ơi, người ta sắp bạn chồng chứ đâu phải sắp một trái tim đâu. Vậy ngắn ngủn khô chắc luôn á. Ôi quá đó quá. Thôi nha. Vậy nào bạn Giang? Rồi, ra nắm tay em nha. Ok. Rồi, nắm lấy lấy luôn em. Okay. Rồi, đụng nhẹ vậy là được rồi. Đâu, ta không có khô chắc rồi. Để Trang. Rồi. Đào trong ngay mất nha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cô kiểm tra thôi, đụng chưa? Da cái mũi tôi đau quá chứ đau rồi. Ủa sao cái mũi em đau vậy? Trời ơi, nãy giờ chiếc bánh nó hơm mà muốn banh nó mũi em luôn nè. Thôi mình sẽ cho hết thơm đi. Ôi giờ em sẽ đi. Ok, để em xuyên cái đồ nghiệp. Hãy xem mày xong đi. Ủa mình đang thử thách 24 giờ trong nhà mà đâu được ra ngoài sân đâu. Càng là đúng rồi đó. Bây giờ mình đinh trái mít xuống sao sẽ em đứa ơi. Ôi ông sẽ đi ông. Em sẽ. Trời ơi, nó thơm nó mũi luôn. Trời nó nặng quá. Đi ông ơi. Trời ơi. Tin cổ nổi nữa. Đúng là đẹp bạc. Nè mấy con của anh ở lộn cái mít của mình thì phải nên nhẹ nhẹ phải không? Mít của mình đem qua thơm quá mình ơi. Bát nát luôn á. Biết bên trong như thế nào. Bánh ra nè tụi con. Bánh ra nè. Bánh ra nè. Chứ mà. Ôi trái mít quá ngon luôn. Lao lao. Trời mít. Ủa mít này mà là mít gì mà ngon với anh Minh? Mít này anh cũng không biết nó là mít gì nữa. Ông không biết hả? Mít này là mít đá. Hồi đó giờ tôi mới nghe mít ướt, mít ráo, mít thái tùm lum hết trơn rồi, tôi chưa nghe mít đạt là cái gì? Ông không biết hả? Hôm nay tôi sẽ cho mấy ông biết mít đạt là gì.
Dạ tôi mới biết từ đó thì ra mít đạt là vậy. Ê ơi, chỗ ăn uống mà ăn làm ô nhiễm quá anh ơi. Đúng rồi á, không thấy đâu có mùi gì đâu cô. Mít đạt chứ mùi gì. Trời thôi ăn đi mít ơi. Trời ơi, mít đạt nằm ngon lắm á. Trời ơi, mít đạt mít đạt. Rồi cảm ơn Minh nha. Dạ không có gì đâu. Chưa ăn đi thầy ơi. Ngọt quá à. Thử cuối cùng mít này mùi gì. Mẹ, cho con ăn được luôn. Không, mít này là mít nghệ đó con. Buổi trưa thì team mình ăn cơm với thịt kho tàu nha các bạn. Tụi con gọt dưa hấu đi ăn cơm nè. Thôi giờ mình sẽ gọt dưa hấu ăn nha anh em. Thôi anh gọt dưa hấu bằng dao này là xưa rồi, kem dùng bằng muỗng à. Trời ơi, nào rồi. Hứa. Thấy gì không? Nè, nước tụi anh nó khoái nè con nè. Wow. Wow. Ghê quá. Ghê quá, ghê quá. Em cắt từ dưới lên. Lại cho ơi. Cắt nữa hả? Rồi từ từ. Đừng có bốc phát. Team mình mời các bạn chưa nha. Cơm này là khá là ngon á. Five hours later. Ngủ từ trưa giờ cũng chiều rồi. Kiếm gì chơi đi anh em. Dạ em muốn chơi không? Muốn chơi. Ok đứng dậy. Vô. Đứng dậy. Lên. Đưa lên mà chóng mặt quá. Nó chán giờ hả chán giờ. Nó chán hả? Giận tí tôi. Anh Minh ơi. Gì vậy? Anh Minh có quan hệ gì với ông Ngon Minh? Có, mà hỏi chi vậy? Tại có nhiều bạn comment là anh với ông Ngon này giống nhau á. Chắc là không giống đâu. Giống cái mỏ đấy. Chắc là giống. Giống ơi, giống ơi, giống ơi, giống ơi. Bà con gần hai bà con làm sao này? Anh với Ngân á là hai người đều họ Nguyễn là dòng họ đó em. What the hell? Em họ Nguyễn nè. Ủa vậy em cũng là dòng họ với anh luôn rồi đó. Em có họ Nguyễn nè. Em họ Nguyễn nè. Ờ vậy mấy anh em mình là. Em có họ Nguyễn nè. Ờ anh em á, anh em á, anh em á. Anh cùng nè. Gì vậy? Anh em cùng. Cùng họ. Chạy theo rồi. Ừ cùng họ, cùng họ. Con tổ mình là Nguyễn Trãi đó. Đúng rồi. Sẵn không có sao. Thì có thì có. Anh em cùng họ. Cực kỳ thuyết phục. Nãy giờ mình giỡn thôi chứ mình với anh Minh á không có dùng họ hết, chỉ giống cái mỏ thôi. Giống cái mỏ cái gì mà giống cái mỏ em mày nhồi con vịt nè, cái mỏ anh như gà mà thôi. Giờ con thấy cũng chiều rồi, tụi con chán đúng không? Dạ. Giờ con sẽ tổ chức trò chơi đảm bảo tụi con hết chán. Chị cô đi cho con đi 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 họ sẽ nhiều đây vậy cô. Ủa nhiều vậy trời luôn. Bởi vậy đấu trò chơi là phải có cái gì để đó cho tụi con chơi chứ. Cô lấy đi này cô, tôi xin miếng luôn. Tại vì con chơi xin miếng rồi. Rồi bây giờ nè, con hướng dẫn cái cách chơi nè. Con sẽ đưa cho mỗi đứa nào một cái bong bóng. Rồi bây giờ mấy đứa lấy bong bóng đi. Mình chia ra làm hai đội và thổi hơi lên, bắt đầu mình xì hơi vô mấy cái ly này. Nếu mà đội nào làm rớt ly nhiều nhất xuống đất thì đội đó chiến thắng. Wow. Wow. Chứ muốn giữ đội hình như hồi xưa hay là bắt đầu chia đội lại? Chia đội lại. Rồi ok, tụi con sẽ chia đội lại nha. Anh số 1. Số 1 chị qua qua đi, qua đi mà. Giờ mẹ với Vinh tiếp tục làm trọng tài nha Vinh. Dạ. Rồi cô quy định thời gian là trong 1 phút 30 giây đội nào mà làm rớt ly xuống đất nhiều nhất thì đội đó sẽ chiến thắng. Và được thưởng một thùng chiên xu 71 tiếng tới. Để con xin xu phong đi trước. Rồi ok, qua nãy rồi. Đáp luôn. Thì ba anh em mình mỗi người đều có một cái bong bóng, anh em gắng tranh thủ thôi nha nghe. Rồi con sẵn sàng chưa? Rồi có 1 phút nha. Bắt đầu. Cô lên. 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 C
Đội bên kia không biết ăn cái gì mà hỏi nhanh cái gì? Thì vậy mình phải hỏi nhanh hơn khi 41 giây mới ăn được. Ok, để ngành cố gắng. Mày chung là ngon lắm. Ôi, mày ăn cho chảo đi nha. Ôi, mày hỏi quá. Ôi, mày hỏi gì? Anh kéo từ cái đứa tin lên cái phổi. Hỏi cho nhanh. Ôi, mày là hư dữ rồi đó. Thôi, mấy đứa sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Bắt đầu. Chờ. Thôi chiều giờ chơi đó bụng rồi, hay bây giờ mình đi nấu cơm đi mấy anh. Ừ, ăn cơm hoài cũng ngán thôi, giờ mình ăn chi su 7 món đi. Ôi, em hơi hẹn món đó quá. Em cũng hơi hẹn món đó rồi đó. Chi su 7 món mà để ăn buổi sáng mà. Mình ăn buổi nào chơi được đâu phải bắt buộc ăn buổi sáng đâu. Thôi giờ mình đi ăn đi, đi ăn đi. Wow, hỏi trời ơi, biết tụi con đói bụng rồi phải không? Dạ, tôi có chuẩn bị chi su 7 món nè, mấy đứa mắc sức mà lựa chọn. Wow, ăn miếng gà tô. Thôi rồi mình nói vậy, ăn bánh đa cô nha anh em. Tối sẽ đậu diện phở bò có nó ngon không? Mình ăn hủ tiếu hợp cảnh nha anh em. Ăn hủ tiếu hợp cảnh nè, mới chuyển sang ra phở gà. Rồi bây giờ mình ăn phở gà mịt nha. Rồi tụi con chuẩn bị đi, con lấy nước nha. Mình thích nhất là bộ chinh su 7 món, tại vì á nó có thịt thật, ăn nhiều dinh dưỡng lắm. Nó vừa dinh dưỡng mà còn tiện lợi nữa. Với lại chỉ cần 3 phút là có ăn ngay rồi. Đúng rồi. Ơi, phở bò thịt thật nguyên miếng nè, ăn thử coi. Mềm mềm, dai, ngon á. Trời ơi, bánh đa cô này y chang ngoài tiệm luôn. Nó ngon. Hát 24 giờ trong nhà cô á, tuy không được ra hoài nhưng mà trong nhà vui lắm, phải không anh em? Đúng rồi. Vậy mốt anh em mình thử hát trong nhà tiếp nha. Ok anh. Rồi khách trong nhà hoặc nó kém lắm, đổi khách khác đi. Ừ, đúng rồi đó. Mình ăn cơm xong rồi hay bây giờ mình hát văn nghệ giải trí đi mẹ. Ờ, Trang nói đúng rồi đó, tụi con đồng ý không? Đồng ý. Trời ơi, đây ai hát hay nè. Con. Ở đây ai cũng hát hay á, còn là ca chỉ nặng không? Cũng chỉ hát thôi. Bây giờ hôm nay tôi nghe Minh hát rồi nè. Thôi bây giờ mới cho tôi hát thử đi. Ok luôn. Dạ mình sẽ hát bài Đám cưới miền Tây nha nè em. Ok ok ok. Dạ nhức mắt nè. Vô nè. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây. Cho duyên tình quê thêm đằng sâu trầu cao thắm tươi. Dân gia qua rồi mình đám cưới anh ơi. Dàn nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Quen nghe đã bao lâu rồi tình ta càng thêm thiết tha mừng hồng. Có anh có em chung lòng cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai. Chuyên đường quay nếu khi thật lòng thì đất nghe chi xứ xa. Xin thưa mẹ cha em theo anh mình cho mình được duyên thành đôi. Chàng trai miền quê lời hương cấm câu. Đồng xa ruộng sâu nhà chi dai dầm. Còn em hiền ngoan nơi chốn xa hoa. Nhìn cái tính thì ta đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây. Cho duyên tình quê thêm đành sông trầu cao thắm tươi. Bấm giá qua rồi mình đám cưới anh ơi. Nhẹ nhàng bắp bụng rộn ràng mừng cô dâu mới. Công nhận anh Trung hát hay quá ta. Anh Minh có đó thử rồi đó anh Minh. Ủa anh thường nghe thương, anh Minh hát hát mà. Thôi để bố qua anh hát cho mà nghe. Ừ giờ đi ai hát nè. Rồi bây giờ tới ông hát.
One hour later. Cả ngày nay thì team mình chơi văn nghệ cũng mệt rồi, giờ cũng 9 giờ tối mình ngủ nha các bạn. Thì mình thử thách tới sáng là đủ 24 giờ ở nhà Trang Vinh Vinh. Nếu mà các bạn yêu thích thì mình chơi cho like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo nha. Chào tạm biệt. Rồi bây giờ văn mục lên tụi con ơi. Yeah.